Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao kết quả trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp công đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tuyên truyền phổ biến quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình cụ thể, đảm bảo hiệu quả từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tham gia thực hiện nhiệm vụ được sao để góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, quan tâm đến vấn đề bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư tình cảm của người lao động để tham mưu cho các cấp, các ngành xử lý kịp thời các phát sinh xảy ra tại cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.